Tác phẩm: Harry Potter tập 3 Tên tù nhân ngục Azkaban. Tác giả: Rowling. Người dịch: Lý Lan. Nhà xuất bản trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 9: Chiến bại ác liệt. Giáo sư Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Blyfindor trở lại đại sảnh đường. Tụi nó ở đó được 10 phút thì học sinh các nhà Hopterfoot, Ravenclaw và Blythorin cũng được đưa tới nhập bọn. Đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối. Sau khi giáo sư McGonagall và thầy Whitwick đóng tất cả cửa vào sảnh đường, giáo sư Trumbledore nói với học sinh. Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay thức thì. Cụ quay qua nói với chàng Percy đang ở ngực một cách tự hào và long trọng. Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi. Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi sảnh đường thì sực nhớ ra, à phải các con cần cụ đo chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay mấy cái bàn dài liền quay véo vô sát tường và tự dưng nhìn lên đó một cái vẫy khác sàn sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía ngủ ngon đi các con giáo sư đo đi ra và đóng cánh cửa lại đại sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm sao sát. những học sinh nhà pryphindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra? Percy rao lên. Tất cả hãy nằm vào túi ngủ, mau lên đi, không nói chuyện nữa, 10 phút nữa sẽ tắt đèn. Ron nói với Harry và Hermione, mau lên. Tụi nó xí ba cái túi ngủ, kéo chúng sát vào góc phòng. Hermione thì thầm một cách hồi hộp. Mấy bộ có nghĩ là Black vẫn còn ở trong lâu đài không? Ron nói, thầy lơ Đo hiển nhiên cho rằng Black sẽ có lẽ còn ở trong lâu đài. Vẫn mặc nguyên bộ đồ, Tụi nó chui vào trong túi ngủ, chống mình trên cùi chỏ và tiếp tục chuyện trò. Hermione nói, cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập. Mấy bồ thấy không, nhẹ cái đêm tụi mình không có mặt trong tháp. Rồi nói, mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tổ mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ hội ma, chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi. Hermione rùng mình, chung quanh tụi nó, mọi người đều hỏi lẫn nhau cùng hệt một câu hỏi làm sao hắn vào được tòa lâu đài. Một học sinh nhà Ravenclaw nằm cách tụi nó một thước rồi nói có thể hắn biết cách độn thổ, mấy bồ biết không, độn thổ bỗng nhiên hiện ra ở đâu đó. Có một học sinh năm thứ năm, nhà Hufflepuff nói, có thể hắn cải trang. Dean Thomas thì cho rằng, hắn có thể bay vô đây chứ. Hermione nói với Ron và Harry, thiệt tình không lẽ mình là người duy nhất đã chịu khó đọc cuốn Hogwarts một lịch sử. Rồi nói, có thể lắm, mà sao vậy? Hermione giải thích, bởi vì mấy bầu biết không, lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây và mình muốn thử coi giả trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Apkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì có thể họ cũng đã phải thấy chứ. Còn thầy Blitz thì biết tất cả mọi hành lang bí mật họ sẽ cho phong tỏa hết. Percy hồ lớn, đèn sắp tắt ngay bây giờ, tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa. Tất cả nến tắt phục cùng một lúc, ánh sáng duy nhất còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đảng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao, với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong sảnh đường. Harry có cảm giác như thể nó đang ngủ ở ngoài trời trong làn gió nhẹ thoảng qua. Cứ mỗi một giờ lại có một giáo viên trở vào sảnh đường để xem xét mọi thứ có được yên tĩnh không. Vào khoảng 3 giờ sáng, khi nhiều học sinh đã ngủ say, giáo sư Dumbledore bước vào. Harry thấy cụ nhìn quanh để tìm Percy. Anh đang len lỏi giữa những túi ngủ, biểu mấy đứa nhiều chuyện đừng nói nữa, Lúc đó Percy chỉ cách Harry, Ron và Hermione chừng mấy bước chân. Nghe tiếng bước chân cụ Trâm Lơ Đo đến gần, cả ba đứa tuổi nó bèn giả bộ ngủ say. Percy thì thào hỏi Thưa thầy, có thấy dấu vết gì của hắn không ạ? À? Không, mọi chuyện ở đây ổn hết chứ. Dạ thưa thầy, mọi chuyện đều ổn cả. Tốt, bây giờ thì không cần dời tất cả mọi người đi. Thầy đã tìm một gác gian tạm thời để canh cái lỗ chân dung của Blyfindor, ngày mai thì con có thể đưa tất cả trở về tháp. Còn bà béo thì sao thưa thầy? Bà ấy trốn biệt trong bản đồ vùng Azusai ở tầng thứ hai. Rõ ràng là bà ấy đã không chịu cho Sirius Black vô vì hắn không có mật khẩu, cho nên hắn mới tấn công bà ấy. Bà ấy vẫn còn buồn bực lắm, nhưng khi bà bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nhờ thầy Blitz phục hồi bức chân dung. Harry nghe tiếng cánh cửa vào đại sảnh đường mở ra và có thêm nhiều tiếng bước chân khác Thưa thầy hiệu trưởng, đó chính là giọng thầy Snape. Harry càng nín lặng và giọng tai nghe thật kỹ. Cả tầng 3 đã được lục soát kỹ càng rồi, hắn không có ở đó. Thầy Blitz đã lục, lục soát tầng hầm, cũng không có gì ở đó cả. Còn tháp thiên văn thì sao? Phòng của giáo sư Traploni, chuồng cú nữa. Tất cả đều đã được lục soát ạ. À. Tốt lắm, thầy Snape. Tôi thật sự không nghĩ hắn còn nấn ná trong lâu đài. Thầy Snape hỏi, Giáo sư có giả thuyết nào Về cách thức hắn đột nhập tòa lâu đài không ạ à? Harry hơi ngóc đầu lên Khỏi cánh tay một chút Để có thể nghe bằng cả hai tay Nhiều giả thuyết lắm Thầy Snape à Mà không cái nào giống cái nào Harry hí hí mắt liếc về phía các thầy đứng trò chuyện Cụ Dumbledore quay lưng về phía nó Nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy mặt anh Percy Đang mãi mê chăm chú lắng nghe Còn thầy Snape thì trông ra điệu giận dữ lắm Thầy Snape nói miệng hầu như không mở ra, như thể không muốn cho Percy nghe được câu chuyện. Giáo sư có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước không? Lúc... lúc trước khi học kỳ bắt đầu ấy. Cụ chăm Lo Đo đáp. Nghe trong giọng nói của cụ, dường như có vẻ muốn cảnh cáo. Tôi nhớ anh à. Có vẻ hầu như không thể nào mà Black tự một mình đột nhập tòa lâu đài. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong, tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình khi giáo sư chỉ định... Tôi không tin có một người nào ở trong lâu đài này có thể trợ giúp Black đột nhập vào đây được. Giọng của Trâm Lơ Đo có một âm điệu mang ý nghĩa rõ ràng là đề tài đó coi như đã được chấm dứt. Thầy Snape bèn không nói nữa. Cô Trâm Lơ Đo nói tiếp. Tôi phải đi gặp những viên giám ngục Apkabal. Tôi đã nói là sẽ thông báo cho họ sau khi chúng ta làm xong việc kiểm tra lâu đài. Percy hỏi. Thưa thầy, họ có muốn giúp đỡ ta không ạ? À? Cô Trâm Lơ Đo lạnh lùng. À có chứ, nhưng tôi e là sẽ không có một viên giám ngục Ban nào được bước chân qua ngưỡng cửa tòa lâu đài một khi tôi còn là hiệu trưởng ở đây. Bác sĩ có vẻ hơi bối rối. Cụ Tâm Đa Đo rời khỏi đại sảnh đường, bước chân nhanh và lặng lẽ. Thầy Snap đứng lại một lúc nhìn theo ông hiệu trưởng với một vẻ oán trách sâu xa hiện rõ trên gương mặt, rồi thầy cũng bỏ đi ra nốt. Harry liếc qua bên Ron và Hermione. Cả hai đứa nó cũng đã mở mắt thao láo. Trong mắt đầy ánh sao phản chiếu từ trần nhà, Ron há miệng thắc mắc. Tất cả những chuyện này là cái gì vậy? Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sidious Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hope Blackpool, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thời giờ trong buổi học dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa Tấm tranh rách nát của bà béo đã được gỡ ra khỏi tường và thay thế bằng chân dung ngài Kodogan và con ngựa xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thắp thiên hạ đấu tay đôi và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày. Simius, Finnegan tức giận nói với Percy Ông phát khùng rồi chúng ta không thể nào kiếm người khác sao percy nói không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này ai cũng hoảng phí vì những gì xảy ra cho bà béo chỉ có ngài kodogan là người duy nhất đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc tuy nhiên ngài kodogan là mối lo nghĩ nhỏ nhất của harry bây giờ nó luôn bị giám sát chặt chẽ các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và percy Harry nghi ngờ anh làm theo lời má anh thì cứ lẻo đẻo theo đuôi nó ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo. Đã vậy, giáo sư McGonagall còn kêu Harry vô văn phòng của bà với vẻ mặt u ám đến nỗi Harry nghĩ là có người vừa mới chết. Bà nói với một vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ cũng không cần giấu giếm con nữa, Potter. À. Cô biết tin này sẽ làm cho con hoảng hốt, nhưng mà Sirius Black. Harry mệt mỏi ngao ngán nói, con biết hắn đang săn đuổi con, con đã nghe ba của Ron nói chuyện với má của trò ấy. Ông Weasley làm việc ở bộ pháp thuật mà. Giáo sư Macnafan dường như bị dội ngược. Bà đăm đăm nhìn Harry một lát rồi nói: cô hiểu rồi, thôi được. Trong trường hợp đó, Potter, à, con sẽ hiểu được tại sao cô thấy là không nên để cho con luyện tập Quidditch vào các buổi tối ở ngoài sân đấu một mình với mấy thành viên trong đội bóng. Mà thôi, thì rất là sợ hở, thiếu cảnh giác, Potter. À? Harry không kềm được cơn giận. Chúng ta sẽ đấu trận đấu đầu tiên vào thứ bảy mà thưa cô, con cần phải luyện tập. Giáo sư McGonagall chăm chú quan sát Harry. Nó biết bà quan tâm ghê lắm đến triển vọng của đội tuyển Gryffindor. Nói cho cùng, chính bà là người đã tiến cử nó làm tầm thủ ngay từ đầu. Nó đứng chờ quyết định của bà, nín cả thở. Uhm giáo sư mcdonald đứng dậy nhìn đăm đăm ra sân đấu whitlidge mờ mịt trong màn mưa bên ngoài cửa sổ thôi thì có trời đất biết cho cô cũng muốn cuối cùng đội tuyển nhà mình giành được cúp nhưng cũng vậy thôi porter à nếu có một giáo viên có mặt trong lúc tập thì cô sẽ yên tâm hơn để cô nhờ bà hutch trông coi dùm những buổi tập luyện của con thời tiết cứ càng lúc càng ngày tệ hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu whitlidge đầu tiên không chút sờn lòng, đội tuyển Freyfindor vẫn luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết dưới con mắt giám sát của bà Hood. Thế rồi, vào một buổi tập cuối cùng trước trận đấu ngày thứ Bảy, Oliver Wood thông báo cho cả đội biết một tin chẳng lành chút nào. Wood nói với vẻ giận lắm. Chúng ta sẽ không đấu với đội Blythorin. Blint vừa mới cặp tôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đấu với đội Hublet Pool. Tất cả thành viên còn lại trong đội tuyển đều đồng thanh hỏi tại sao? Wood nói rằng nghiến trèo trẹo. Blin cáo lỗi rằng cánh tay của tầm thủ đội họ vẫn chưa lành, nhưng lý do thật sự khiến họ làm như vậy thì đã quá rõ ràng. Không muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết này, họ cho rằng thời tiết xấu sẽ làm hỏng cơ may của họ. Suốt ngày nay, luôn có gió lớn và mưa to, và trong khi Wood nói, cả đội nghe tiếng sấm rền vang vọng lại từ xa xa. Harry tức tối nói, tay của Ma Floyd chẳng bị sao hết, nó chỉ giả vờ mà thôi. Wood nói một cách rất cay đắng. Anh biết chuyện đó, nhưng chúng ta không thể chứng minh được. Bấy lâu nay chúng ta đã luyện tập trong tinh thần và chiến thuật với Vlaterin, chứ không phải với Hublet Blackpool Phong cách của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Đội Hublet lại có một đội trưởng mới Kim tầm thủ mới, đó là Seyfried Dangori. Argelina, Alicia và Cathy bỗng nhiên khúc khích cười. Trước sự vô tư này, Wood cao mày hỏi, chuyện gì vậy? Argelia nói, có phải anh ta là một anh chàng cao lớn đẹp trai không? Cathy nói thêm, mạnh mẽ và lặng lẽ nữa. Cả ba cô gái lại khúc khích cười tiếp. Fred sốt ruột. Anh ta cứ lặng lẽ là vì anh ta đần đến mức không thể sâu hai từ lại với nhau để nói thành câu. Anh vuốt, em không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy. Huffler Pool là đội dễ sơi nhất. Năm ngoái trong trận tụi mình đấu với họ, Harry đã bắt được trái banh Nitch trong vòng có 5 phút, anh nhớ không? Wood quát ông ổng, hai mắt anh lồi ra, sáng quắc. Chúng ta đã chơi trong những điều kiện hoàn toàn khác bây giờ. Dick Flory đã tổ chức được một đội rất mạnh. Nó là một tầm thủ xuất sắc. Anh cho là các em đã phải chịu như vậy. Chúng ta không được xả hơi. Chúng ta vẫn phải giữ mục tiêu của chúng ta. Tụi Plytorin đang tìm cách chơi xỏ mình. Chúng ta phải thắng tỏ ra có phần sợ hãi. Bình tĩnh đi anh Oliver, chúng ta sẽ thi đấu với một đội hình Heffapool một cách nghiêm túc, hết sức nghiêm túc. Vào hôm trước ngày thi đấu, gió thổi tới mức hú cả lên và mưa to chưa từng thấy. Bên trong những hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng. Bọn nhà Plytorin trong chảnh hết biết mà chảnh nhất là Manfloy nó thở dài khi một cơn cuồng phong giọng ầm ầm bên ngoài cửa sổ ôi giá mà tay của tôi khá hơn một chút harry chẳng còn đầu óc đâu mà lo nghĩ chuyện gì khác hơn trận đấu sắp tới oliver wood cứ hấp tấp chạy tới gặp harry giữa hai buổi học để dặn dò nó điều này điều nọ lần thứ ba diễn ra cảnh này thì wood nói lâu đến nỗi harry bỗng nhận ra mình đã trễ buổi học phòng chống nghệ thuật khắc ám 10 phút rồi. Nó lật đật chạy đi trong khi Wood vẫn còn gào vọng theo phía sau. De Flory có kiểu đổi hướng thình lình ngặt nghèo lắm, thành ra em có thể phải cố gài móc nó nhé. Harry thắng chuối lại trước cửa phòng học môn phòng chống nghệ thuật khắc ám, mở cửa ra, lĩnh vào bên trong. Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ. Nhưng người ngồi ở bàn giáo viên trước mặt lên không phải là giáo sư Lupin mà chính là thầy Snape. Bài học đã bắt đầu 10 phút rồi Potter. Thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor 10 điểm. Ngồi xuống. Nhưng Harry không nhúc nhích. Nó ngơ ngác hỏi. Giáo sư Lupin đâu rồi ạ? À? Thầy Snape trả lời với một cái cười nham hiểm. Ông ấy bảo là ông bệnh nặng quá không dậy được hôm nay, tôi tưởng tôi bảo trò ngồi xuống rồi mà. Nhưng Harry vẫn cứ đứng như trời trồng. Thầy bị bệnh làm sao ạ? À? Đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng. Không đến nỗi nguy cấp tánh mạng. Giọng thầy Snape nghe như thể ông chỉ mong điều đó thôi. Trừ thêm 5 điểm cho nhà Gryffindor. Và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm 50 điểm. Harry bước chậm chậm về chỗ và ngồi xuống. Thầy Snap nhìn quanh lớp học. Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào, giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay. Hermione nhanh nhậu nói. Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với ông kẹ Ngù đỏ, Maya và Thủy Quái Và chúng con chỉ mới bắt đầu Thầy Snap lạnh lùng báo Im lặng Ta không hỏi thông tin Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức Của giáo sư Lupin mà thôi Dean Thomas Bậm gan nói to Thầy Lupin là thầy giáo phòng chống nghệ thuật Hát ám giỏi nhất mà tụi con từng được học Khắp phòng học nổi lên tiếng Tán thành rào rào của những học sinh khác cái nhìn của thầy Snape càng đe dọa hơn bao giờ hết. Các trò quá dễ dàng tự mãn, thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngủ đỏ, với lại Blighty Blow, thì ta tưởng học sinh năm thứ nhất đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận. Harry nhìn Snape lật sách ra, đến chương cuối cùng mà ông biết chắc là bọn học trò chưa thể học tới. Ông nói tiếp về người sói. Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa, lên tiếng. Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ. À. Chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinbipuna. Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo. Trò Ranger, tôi có cảm giác là tôi đang dạy lớp học này chứ không phải trò, và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang 394. Thầy đưa mắt nhìn quanh lớp lặp lại. Tất cả các trò, mở sách ra, ngay bây giờ. Cả lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng cầu nhau rầu rĩ và những cái liếc ngang cây đắng. Thầy Snape hỏi, Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt người sói với chó sói thật? Mọi người ngồi im bất động mọi người ngoại trừ Hermione. Như mọi khi, tay cô bé dơ thẳng lên không trung. Nhưng thầy Snape không đếm xỉa vì tới Hermione. Nụ cười nham hiểm lại hiện ra trên gương mặt thầy. Có ai nói được không? Chẳng lẽ các trò sẽ nói với tôi là giáo sư Lupin chưa từng dạy các trò sự khác biệt căn bản giữa... Bà Vati đột ngột nói tụi con đã nói với thầy rồi là tụi con chưa học tới chưa người sói, tụi con mới học tới. Thầy Snap gầm lên, im lặng. Được, được, được thôi, ta chưa bao giờ nghĩ là lại có chuyện một học sinh năm thứ ba mà lại không thể nhận ra người sói nếu vô tình gặp một con. Ta sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với giáo sư Dumbledore biết tất cả các trò tuột hậu như thế nào. Hermione nói, cánh tay vẫn dơ lên cao. Thưa thầy, người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ, cái mõm của người sói. Thầy Snap giọng lạnh nhạt. Đây là lần thứ hai trò phát biểu khi chưa được hỏi tới trò ranger. Trừ 5 điểm nhà Blyfindor về cái vẻ ta đây biết hết không chịu đựng được đó. Hermione đỏ bừng mặt, hạ tay xuống, đôi mắt ứa đầy lệ, ngó đâm đâm xuống sàn nhà. Cả lớp nhìn thầy Snap trừng trừng. Một dấu hiệu bọn học trò ghét thầy Snap đến hết cỡ bởi vì ai trong lớp học này cũng từng ít nhất một lần gọi Hermione là kẻ ta đây biết hết và Ron là đứa gọi Hermione là kẻ ta đây biết hết ít nhất hai lần một tuần. Ron nói lớn Thầy nêu ra một câu hỏi và bạn ấy biết câu trả lời Thầy hỏi để làm gì nếu thầy không muốn được trả lời? cả lớp biết ngay là Ron đã đi quá đà. Thầy Snape từ từ tiến tới trước mặt Ron. Mọi người trong phòng đều nín thở. Thầy Snape đưa mặt, sát mặt Ron. Tuyên án êm ái, một cách đe dọa. Cấm túc, trò Weasley. Và nếu ta còn nghe trò phê bình cách dạy của ta nữa, thì trò sẽ phải thực sự hối hận đó. Suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa. Cả lũ ngồi im re ghi chép về người sói từ sách giáo khoa, trong khi thầy Snape lãng phản đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, kiểm tra bài tập bọn học trò đã làm với thầy Lupin. Giải thích hết sức kém cỏi, cái này sai rồi, mà Kappa thông thường được tìm thấy nhiều hơn ở Mông Cổ. Giáo sư cho bài này 8 trên 10 điểm à, ta thì ta chỉ cho có ba điểm là cùng. Cuối cùng thì chuông reo, thầy Snape vẫn còn giữ chúng lại. Các trò, mỗi người viết một bài văn nộp cho tôi về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài đề văn là dài hai cuộn giấy da và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này. Trò Weasley ở lại chúng ta cần sắp xếp hình phạt cấm túc cho trò. Harry và Hermione cùng những học sinh khác ra khỏi phòng học. Tụi nó chờ đến khi đi đủ xa để khỏi bị nghe thấy mới bùng lên một trận đã kích thầy Snape kịch liệt. Harry nói với Hermione, Thầy Snape chưa bao giờ xử sự như vậy đối với bất kỳ một giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám nào khác, cho dù ổng có muốn dành công việc này đi nữa, Tại sao ổng cứ chỉ mũi dùi vô thầy Lupin chứ? Bộ có cho là tất cả những chuyện này chỉ tại cái vụ ông kẹ mà ra không? Hermione trầm ngâm nghĩ ngợi. Mình không biết, nhưng mình thật tình mong cho giáo sư Lupin sớm bình phục. Năm phút sau, Ron chạy theo kịp hai bạn trong trạng thái tức giận tột cùng. Mấy người bộ có biết cái lão... Nó gọi thầy Snape bằng một tiếng gì đó mà Hermione phải quát lên. Ron! lão bắt mình làm không? Mình phải cọ rửa mấy cái bô tiêu tiểu trong bệnh thất mà không được dùng pháp thuật. Ron sâu một hơi dài, hai bàn tay nắm chặt lại. Ê, tại sao Sirius Black lại không thể trốn trong văn phòng của lão Snap hả? Hắn có thể giúp tụi mình thanh toán lão cho rồi. Sáng hôm sau, Harry thức dậy rất sớm. Sớm đến nỗi trời vẫn còn tối. Trong một thoáng, nó nghĩ là tiếng gió hú đã đánh thức nó dậy, nhưng rồi nó cảm thấy một luồng gió lạnh ở sau gáy. Nó ngồi bật dậy ngay. Con yêu Pivest đang lơ lửng cạnh Harry, thổi mạnh vô lỗ tai nó. Harry tức giận hỏi, làm thế để làm chi vậy? Pivest phòng má, rồi thổi thiệt mạnh và vừa phóng lùi lại để ra khỏi phòng, vừa cười khúc khích. Harry sờ soạn cầm lấy cái đồng hồ báo thức và coi giờ. Chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng. Nó rủa xả Pivest. Harry vừa cuộn mình lại trong chăn, cố gắng tìm lại giấc ngủ. Nhưng bây giờ nó thức rồi, thì thật là khó mà không nghe tiếng sấm rền ầm ầm ngay trên đầu, tiếng gió giọng in in vào cửa sổ và vách tường của tòa lâu đài và tiếng cây gãy ngã xa xa trong khu rừng cấm. Vài giờ nữa, nó sẽ ra sân đấu Whitditch vật lộn với cơn cuồng phong đó. Cuối cùng, nó đành từ bỏ cái nỗ lực ngủ thêm một chút, mà thức dậy, mặc quần áo, cầm cây chỗ thằng Nimbus 2000 và bước êm ru ra khỏi phòng ngủ. Harry vừa mở cửa ra, thì có vật gì đó cào vô chân nó. Harry cúi xuống vừa kịp lúc chụp được cái đuôi xù của con Roxanne. Kéo con mèo ra ngoài, Harry nói với con Roxanne một cách ngờ vực. Mày liệu hồn, tao cho là Ron nói đúng về mày đấy. Chung quanh đây thiếu gì chuột, đi mà bắt chúng đi, đi đi. Harry lấy chân đẩy nhẹ con Roxanne xuống cầu thang xoắn, rồi nói thêm, hãy để cho Frostworth yên. Trong phòng sinh hoạt chung, âm thanh cơn bão dội vào nghe càng rõ to hơn. Harry biết là đừng hòng trong gì cuộc đấu bị hủy bỏ, những trận đấu quidditch không đời nào bị hủy bỏ vì những lý do vớ vẩn như bảo bùng sấm sét. tuy vậy, harry bắt đầu thấy sợ. Wood đã chỉ cho harry thấy redip diemlory trong hành lang. diemlory là một học sinh năm thứ năm, to con hơn harry rất nhiều. thường thường tầm thủ phải nhẹ nhàng nhanh nhẹn, nhưng trong thời tiết như vậy thì trọng lượng của diemlory là một ưu thế bởi vì nó sẽ có thêm triển vọng bị cồn phong thổi gạt ra khỏi trường đấu. Harry ngồi trước lò sưởi giết thì giờ chờ bình minh lên. Thỉnh thoảng nó đứng dậy để ngăn con mèo rốc sen lẻn lên cầu thang dẫn lên phòng ngủ của nam sinh. Cuối cùng, sau khi ngồi chờ dài cả người ra, Harry cho là có lẽ đã tới giờ ăn điểm tâm. Nó bèn một mình chui đầu qua cái lỗ chân dung để ra ngoài. Ngài Cadogan quát, hãy đứng lại và chiến đấu hỡi con chó ghẻ kia. Harry đáp, thôi dẹp đi. Sau khi ăn xong một tô cháo, Harry sảng khoái tỉnh táo ra và khi nó bắt đầu ăn tới món bánh mì nướng thì những người còn lại trong đội cũng xuất hiện. Wood không ăn uống gì cả, nói trận đấu này sẽ vất vả đây. Alicia dịu dàng bảo, đừng lo lắng nữa anh Oliver, tụi em đâu có ngán một chút gió mưa nhưng thời tiết hôm nay đang bận tâm hơn một chút gió mưa whitlidge được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu whitlidge cúi đầu xuống tránh ngọn gió cuồng nộ hung bạo mấy cây dù bị gió quật vụt khỏi tay trên đường đến đấu trường ngay trước khi harry bước vào phòng thay đồ nó nhìn thấy mafroy greybow và Goll đang cười cợt chỉ trỏ nó. Bà đưa đó che chung một cây dù khổng lồ trên đường đi ra sân đấu. Các cầu thủ của đội tuyển đã thay áo trùng tía và chờ đợi bài diễn văn thường lệ trước trận đấu của Wood, nhưng bài đích cua không hề được thốt ra. Wood cố gắng mở miệng nhiều lần, phát ra những tiếng nuốt nước miếng ực ực khó nghe, rồi lắc đầu một cách vô vọng và rồi bảo các cầu thủ đi theo anh gió vẫn còn mạnh đến nỗi tụi nó bị thổi gạt vô lề đi lão đảo về sân đấu. Nếu đám đông có hoang hô thì tụi nó cũng không nghe được gì ngoài một tiếng tràn sấm mới rền vang. Mưa làm nhòe cả trong mắt kiến của Harry. Làm cách nào mà nó có thể nhìn thấy trái banh snitch đang mưa gió như vậy chứ? Đội tuyển của nhà Himplefoon đang tiến ra từ phía đối diện của sân đấu mặc áo trùng màu vàng hoàng yến. Hai đội trưởng tiến về phía nhau để bắt tay. De Flory mỉm cười với Wood, nhưng Wood bây giờ trông như thể đã bị khóa hàm cứng họng rồi, chỉ gật đầu đáp lễ mà thôi. Harry nhìn thấy miệng bà Holt ra dấu mấy tiếng này, trèo lên chổi. Harry nhắc chân phải của nó ra khỏi lớp sình, kêu một cái ọp, rồi thoát lên cán chổi thần Nimbus 2000, Bà Holt đưa còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên chói lói và vang xa, các cầu thủ phóng vút lên không trung. Harry lên cao rất nhanh, nhưng chiếc Nimbus của nó hơi bị chao đảo vì gió. Nó cố gắng nắm cán chổi thật chặt, xoay sở, nhìn xuyên thấu màn mưa. Trong vòng 5 phút, Harry ước như chuột lột và lạnh cống, đến nhìn đồng đội nó không thấy nữa là, nói chi đến trái ban Snitch bé tí. Harry bay dọc bay ngang, bay lui bay tới trong không gian sân đấu, ngang qua những hình dạng màu vàng màu đỏ lờ mờ mà không có được chút xíu ý niệm về những gì đang xảy ra trong trận đấu này. Nó không thể nghe được lời bình luận bị gió thổi bạc đi, đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tá tơi. Hai lần Harry suýt bị trái banh Booker tống văng khỏi cán chổi tầm nhìn của harry bị mưa làm cho mờ mịt đến nỗi nó không thấy trái blogger bay đến gần nó cũng không còn ý niệm về thời gian nữa càng lúc càng khó nắm vững cán chổi thần của nó bầu trời trở nên u tối hơn như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm hai lần harry suýt tông phải cầu thủ khác mà không biết đó là đồng đội hay là đối thủ người nào bây giờ cũng ướt sũng và mưa to đến nỗi Harry không thể nào phân biệt được ai với ai. Cùng với một tia chốt nhá lên là tiếng còi của bà Hood ré lên. Harry chỉ có thể nhìn thấy bóng Wood trong màn mưa dày đang ra dấu gọi nó xuống mặt đất. Cả đội đáp xuống làm văng tóe lên bùng sình. Wood rống lên cho cả đội nghe. Anh xin tạm nghỉ hội ý, tất cả lại đây, dưới này. Cả đội chúng chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng, Harry gỡ kiến ra, chùi vội chùi vàng vào tấm áo chùng của nó. "Điểm số ra sao rồi?" Wood nói, "Chúng ta trên được 50 điểm, nhưng mà nếu chúng ta không sớm bắt được trái banh Snitch thì chúng ta sẽ phải chơi tới khuya luôn." Harry bực tức vẫy cặp mắt kiến của nó. "Với cặp mắt kiến này thì em không thể có cơ hội nào hết." Đúng ngay lúc đó, Hermione xuất hiện kề bên vai của Harry. Cô bé che tấm áo khoác lên trên đầu và mặt rạng rỡ một cách không thể hiểu được. Harry, mình có một ý kiến, đưa cặp mắt kiến của bồ đây, mau lên. Harry đưa kiến cho Hermione và trước những đôi mắt ngạc nhiên của cả đội, Hermione gõ cây đũa phép lên cặp kiến và hô Impervious, có nghĩa là không thấm nước. Cô bé đưa trả kiến lại cho Harry và nói Đây, chúng ta sẽ gạt nước ra cho mà xem. Trong Wood có vẻ như muốn hung chục cô bé, anh ta khàn khàn gọi vói theo Hermione khi cô bé mất khúc vào đám đông. Suốt chúng, được rồi, toàn đội tiếp tục chiến đấu. Bùa chú của Hermione quả là linh nghiệm, Harry vẫn còn tê cống vì lạnh, vẫn ước nhèm nhẹp hơn bao giờ hết nhưng nó đã có thể nhìn thấy. Đầy tràn lòng quyết tâm mới, Harry thúc cây chỗ thần của nó phóng xuyên qua không gian hỗn loạn bão tố trợn mắt nhìn ngó mọi hướng để tìm trái banh Snitch né tránh trái blogger chùi xuống phía dưới deep Flory khi anh này lao về hướng ngược lại lại vang lên một chuỗi sấm rền nữa theo sau đó là tia chớp hình chỉ ba trận đấu này càng lúc càng trở nên nguy hiểm harry phải mau chóng bắt được trái banh Snitch harry xoay cán chổi định quay đầu lại hướng về phía trung tâm sân đấu nhưng ngay lúc đó một tia chớp nhá lên rọi sáng khán đài và Harry nhìn thấy một cái gì đó làm cho nó hoàn toàn tản thần ba hồn vía, bóng của một con chó đen lông xù, bự chản in rõ trên nền trời, bất động ở tuốt trên hàng ghế trống trên cao nhất. Bàn tay tê cống của Harry vụt khỏi cán chổi và chiếc niêm bếp chút xuống cả thước. Lắc đầu gạt đi mớ tóc tráng ướt đẫm, Harry lướt nhìn lại khán đài, còn chó đã biến mất. Tiếng gào giận dữ của Wood vang lên từ cột gôn của đội Gryffindor. Harry, Harry, ở đằng sau em đó. Harry ngơ ngác nhìn quanh. Fredrick Dean Flory đang phóng vọt lên sân đấu và một trái banh vàng nhỏ xíu đang sáng lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió giữa anh ta và Harry. Với một cái thoát tim hoảng loạn, Harry ép sát mình vô cán chổi và lao về phía trái banh Snitch. Mưa quất vào mặt Harry khi nó gầm gừ với chiếc Nimbus 2000 cổ lên nhanh hơn nhưng có một cái gì đó bất thường xảy ra một sự im lặng kỳ quái vừa phủ chụp xuống vận động trường gió dường như mạnh hơn bao giờ hết cũng thôi gào thét làm như thể ai đó vừa vặn tắt âm thanh như thể harry bỗng nhiên điếc đặt cái gì đang xảy ra vậy và rồi một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua nó thấu vào bên trong nó ngay khi nó nhận ra cái gì đang chuyển động trên sân đấu bên dưới Trước khi nó có thời giờ để suy nghĩ, Harry đã rời mắt khỏi trái băng snitch để nhìn xuống. Ít nhất 100 viên giám mục Apkaban đang đứng phía dưới, bộ mặt dấu kính của họ đều hướng lên nhắm vào Harry. Như thể nước băng đang dâng ngập trong lòng ngực Harry. Các nội tạng nó thành từng lát, và rồi nó lại nghe thấy một lần nữa tiếng ai đó đang gào thét, gào thét bên trong đầu Harry, tiếng một người đàn bà đừng giết Harry, đừng giết Harry, xin đừng giết Harry. Tránh ra con ngốc, tránh ra ngay, đừng giết Harry, xin làm ơn, giết tôi đi, tôi xin thế mạng. Sương mù trắng xóa, xoay tít và lạnh cống đang tràn ngập đầu Harry. Nó đang làm gì đây? Tại sao nó bay? Nó cần giúp đỡ người đàn bà đó. Bà sắp chết, bà sắp bị giết. Harry té nhào xuống, nhào xuống, xuyên qua màn sương mù băng giá, đừng giết harry làm ơn rủ lòng từ bi xin mở lòng từ bi một giọng cười vang lên chói lói tiếng người đàn bà gào thét và harry không còn biết gì nữa may mà mặt đất rất êm tôi tưởng nói chết là cái chắc vậy mà đến mắt kiến của nó cũng không bị trầy harry có thể nghe được những giọng nói thì thầm nhưng chẳng hiểu được gì cả nó không có một chút manh mối gì về việc nó đang ở đâu hay làm cách nào mà nó đến được nơi đó hay nó đã làm gì đó trước khi nó đến đó. Tất cả những gì nó biết được là một chút mỗi phân của cơ thể nó đều đang đau đớn như thể bị dần nhừ. Đó là cảnh tượng dễ sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Dễ sợ nhất, cảnh tượng dễ sợ nhất, những hình bóng đen hù, trùm nón, lạnh buốt, tiếng gào thét mắt Harry chợt mở ra. Nó đang nằm trong bệnh thất. Các cầu thủ đội Wittich của nhà Freyfindor lấm lem bùng sình từ đầu đến chân đang súng xích quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trong ướt lướt thước như vừa mới ra khỏi hồ bơi. Harry, em thấy sao rồi? Đó là tiếng reo của Fred, anh chàng có vẻ cực kỳ trắng xác dưới lớp sình đen trí nhớ của Harry dường như được phục hồi nhanh chóng. Tì chớp, hung tinh, trái banh snitch và những viên giám ngục áp Harry hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó bật dậy ngồi đột ngột đến nỗi mọi người há hóc mồm ra. Fast nói, em té xuống từ... để coi, ác phải từ độ cao 16 thước. Alicia vẫn còn rung, tôi này tưởng bạn chết rồi, Hermione thốt ra một tiếng thúc thích nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu. Harry hỏi, nhưng còn trận đấu, chuyện gì đã xảy ra, chúng ta có đấu lại không? Không ai nói gì cả, sự thật khủng khiếp chìm sâu trong Harry như một hòn đá chìm xuống đáy ao. Chúng ta đâu có thua hả? George nói, Dick Flory bắt được trái banh snitch. Ngay sau khi em té xuống, lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra, khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại, nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực. Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận. Harry bỗng nhận ra Wood không có mặt ở trong đám người đứng chung. Anh Wood đâu rồi? Fred đáp. Anh còn ở trong buồng tắm. Có bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn. Harry gục mặt vào đầu gối của nó. Hai bàn tay nó gị chặt mớ tóc rối Fast ôm vai nó lây một cách thô bạo Không sao đâu Harry Trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái ban snitch nào mà Short nói Phải là một lần em bắt hụt nó chứ Hermione giọng nói lý nhí Giáo sư Liquid vừa thu gom cây chổi về trước khi bồ tỉnh dậy Một cách chậm rãi cô bé cầm lấy một túi sách đặt cạnh chân trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh non trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry giờ rốt cuộc đã bị hạ gục.